Em cảm ơn anh chị nhá. Tình hình là hôm nay là mình đã xong hết phỏng vấn rồi, rất là ok luôn. Nhưng mà em đang muốn bổ sung thêm một số cảnh nữa là anh chị xuống dưới ruộng này. Nhưng mà giờ này thì chắc là mọi người về hết rồi, không có ai làm việc giờ này nữa đâu. Làm thế nào bây giờ nhở? À, đây rồi, chế một tí. Anh Lợi. Anh Lợi. Ra đây em bảo. Gì? Nhanh lên. Thì anh cứ ra đây em bảo cái này. Làm sao? Xin giới thiệu với anh, đây là bạn em cùng với mấy người ở trên tỉnh về. Anh ở đây trả lời của mọi người mấy câu hỏi nhá. Anh Lợi, anh có ruộng hoa ở dưới kia đấy. Thế à, anh ơi, anh có ruộng dưới kia hả anh? Ờ, thì sao? Em đang muốn nhờ mọi người một chút là quay cảnh làm ruộng, có cả chị Thanh với cả anh Nghĩa nữa đấy ạ. Không, điên à? Ây, từ từ, anh ở đây xem nào. Kìa Lợi. Em ơi, mình quay xong rồi phát trên TV hả em? Vâng, được lên TV đấy anh ạ. Cho bọn anh quay với nhá, bọn anh thích làm diễn viên lắm. Vâng, được anh Lợi ạ. Lợi, hả? Quay hộ người ta một tí. Mày đẹp trai thế này, không lên hình là hơi phí đấy. Chuẩn. Nhưng mà tao không thoại được. Anh yên tâm, anh chỉ cần phải làm ruộng thôi. Thấy chưa? Cháu ơi, cho cô hỏi, có phải cháu ở trên truyền hình tỉnh về không? À, vâng ạ. Ôi, cháu định cho ba cái thằng ấy lên truyền hình á? Dạ vâng. Dừng, dừng ngay. Đừng có quay chụp gì cả, cho cái thằng Lợi lên TV á. Xấu hổ cả cái dân làng này ra. Rồi đấy. Cô, đây này. Cô nói kiểu gì ấy? Cô cho xem, đây này, đấy. Rồi ôi, không biết lô đề cờ bạc kiểu gì á. Bị bọn xã hội đen rồi đến tận nhà nó đòi nợ ấy này. Này, cô ăn nói cho cẩn thận nhá. Bọn cháu lô đề cờ bạc bao giờ? Đây ở trên người bạn ấy này. Cho cô xem. Không quay con tí nữa, đi ngay. Đấy, thấy chưa, xấu hổ quá bỏ về đấy. Lại có chuyện rồi. Alo. Ờ. Thế à? Ờ. Xử lý nhẹ nhàng như thế là được rồi. Chỉ cần như thế là thằng chó đấy nó đã đủ nhục với cả làng này rồi. Thế nhá. Nhận ra anh à? Sao mày hẹn anh ra chỗ bẩn thỉu bụi bặm mày làm gì? Ở ngoài tai vách mạch rừng nhiều cam lắm, hở ra phát là chết cả lũ đấy. Thôi được rồi. Phần của mày đây. Dạ. Ông anh đùa em hay sao đấy ạ? Sao có từng này ạ? Công của mày chỉ là công môi giới, còn lại tất cả là phần của anh. Anh đi đã.